Xin chào tất cả các bạn đã đến với trang Kiếm Vàng Video. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một khái niệm rất là nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đó chính là OEE. Hôm nay thông qua những ví dụ thực tế thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm OEE này một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Nội dung chính của bài thuyết trình hôm nay gồm có những phần như sau. Đầu tiên là khái niệm, sau đó là vì sao chúng ta lại cần phải sử dụng hệ số OEE, những thông số cần thu thập để tính hệ số OEE này. OEE là viết tắt của từ Overall Equipment Effectiveness, có nghĩa là hiệu suất tổng thể của thiết bị. Đây là một tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới và người ta sử dụng hệ số này để đo lường hiệu quả vận hành của một hệ thống máy móc. Vậy thì vì sao chúng ta lại cần phải sử dụng OEE? OEE giống như là một cuốn sổ tay ghi lại trạng thái của hệ thống máy móc một cách logic và khoa học nhất. Thì thông qua chúng ta kiểm soát cái hệ số này thì chúng ta sẽ biết được vấn đề một cách chính xác. Thay vì lúc trước chúng ta sẽ tự đi mày mò và kiểm tra để biết được xem là hệ thống máy móc chúng ta gặp vấn đề gì, thì bây giờ thông qua hệ thống OEE thì chúng ta sẽ biết vấn đề một cách nhanh hơn cũng như xử lý vấn đề một cách nhanh hơn. Và bên cạnh đó thì OEE nó cũng là một thước đo để đo lường hiệu quả cải tiến. Tiếp sau đây thì xin mời các bạn chúng ta hãy cùng đến với một ví dụ để chúng ta có thể hiểu được OEE là gì. Giả sử chúng ta có một hệ thống máy in và theo tính toán thì trong thời gian kế hoạch làm việc là một ngày thì nó có thể tạo ra được 200 kg sản phẩm. Tuy nhiên hiện tại thì thực tế nó chỉ mới đạt được 120 kg sản phẩm đạt chất lượng. Như vậy ở đây hệ số OEE sẽ bằng 120 chia 200 là bằng 60%. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là vậy thì cái sản lượng bị mất sẽ do những cái nguyên nhân nào? Thì sau khi chúng ta tìm hiểu thì có một số nguyên nhân như sau. Chúng ta bị mất 40 kg do máy hỏng và chờ nguyên vật liệu. Điều này có nghĩa là nếu như cái hệ thống máy chúng ta không bị hỏng thì nó có thể sản xuất thêm 40 kg nữa. Nguyên nhân thứ hai đó là do tốc độ chậm. Hiện tại thì hệ thống máy chúng ta đang chạy chậm hơn tốc độ thiết kế. Và giả sử nếu như nó chạy được cái tốc độ thiết kế thì nó có thể tạo ra thêm 28 kg nữa. Nguyên nhân thứ ba đó là chúng ta có hàng lỗi và ở đây là 12 kg. Như vậy thì với mỗi nguyên nhân mất mát này thì trong OEE người ta đặt những cái tên như sau. Đầu tiên là độ sẵn sàng thất thoát, availability lost. Tiếp theo là hiệu suất thất thoát, performance loss. Và cuối cùng là chất lượng thất thoát, quality loss. Như vậy thì thông qua ví dụ này thì các bạn có thể hình dung được một số nguyên nhân có thể gây nên những cái sự thất thoát này. Như vậy thì ở phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu là vậy thì có tổng tất cả những loại nguyên nhân gì. Như ở đây độ sẵn sàng thất thoát thì sẽ có dừng có kế hoạch, như là chúng ta thay đổi đơn hàng, chúng ta sẽ điều chỉnh máy. Chúng ta dừng không có kế hoạch, ví dụ như là hệ thống máy chúng ta đang chạy thì máy chúng ta bị hỏng, hay chúng ta đột ngột bị thiếu nguyên vật liệu. Hiệu suất thất thoát sẽ bao gồm là giảm tốc độ do máy móc chúng ta quá cũ và chúng ta không thể chạy với tốc độ cao được, nguyên vật liệu không đạt chất lượng, hay chúng ta bị tắc nghẽn. Hoặc là chúng ta dừng ngắn. Dừng ngắn ở đây có nghĩa là trong quá trình chúng ta hoạt động thì có một khoảng thời gian nào đó, ví dụ như cái lưỡi dao của máy nó cần phải nhấc lên khỏi cái sản phẩm và nó mất 1 giây, thì cái thời gian 1 giây đó thì người ta gọi là dừng ngắn. Cái loại thất thoát thứ ba đó chính là thất thoát về chất lượng. Nó sẽ bao gồm thất thoát do khởi động, là chúng ta tốn mất sản phẩm do để test máy. Loại thất thoát tiếp theo nữa là thất thoát chất lượng trong quá trình sản xuất, đó là những cái lỗi xảy ra trong quá trình chúng ta sản xuất. Thì đi kèm với những loại thất thoát này thì chúng ta cũng sẽ có những cái hệ số đo lường tương ứng như sau. Đó chính là độ sẵn sàng, availability, ký hiệu là chữ A. Hiệu suất là performance, ký hiệu là chữ B. Và chất lượng, quality, ký hiệu là chữ Q này. Như vậy thì cái hệ số OEE chúng ta sẽ bằng ba cái hệ số A, B, Q này nhân với nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái ví dụ thực tế để chúng ta tính cái hệ số OEE thông qua ba cái chỉ số này. Chúng ta sẽ quay lại với cái ví dụ vừa rồi. Như vậy thì ở đây cái hệ số chất lượng nó sẽ bằng số sản phẩm
đạt chất lượng chia cho sản lượng thực tế. Các bạn có thể thấy là 120 chia cho tổng sản phẩm được sản xuất ra, bao gồm sản phẩm đạt chất lượng và sản phẩm không đạt chất lượng, đó là 132 kg. Như vậy thì quality sẽ bằng 91%, hiệu suất sử dụng sẽ bằng sản lượng thực tế chia cho sản lượng thiết kế. Sản lượng thực tế ở đây sẽ là 120 cộng với 12 kg. Sản lượng thiết kế có nghĩa là trong cái thời gian này, nếu như máy chúng ta có thể chạy được với tốc độ nhà sản xuất thiết kế thì có thể làm thêm được 28 kg nữa, là 160 kg. Như vậy thì hiệu suất B sẽ bằng 82.5%. Và availability, độ sẵn sàng, sẽ bằng sản lượng thiết kế chia cho sản lượng theo kế hoạch. Sản lượng thiết kế là 160. Sản lượng theo kế hoạch có nghĩa là nếu như máy chúng ta không dừng do lỗi, do thiếu nguyên vật liệu thì chúng ta có thể sản xuất được 200 kg. Như vậy thì 160 chia 200 sẽ là bằng 80%, đây là mức độ sẵn sàng. Hệ số OEE chúng ta sẽ bằng 3 hệ số này nhân với nhau sẽ bằng 60%. Thì các bạn có thể so sánh là hai cái hệ số này nó sẽ giống nhau. Cái cách tính lúc sau và lúc trước nó sẽ giống hoàn toàn nhau, là đều bằng 60%. Tuy nhiên chúng ta cần phải phân biệt ra là ba cái hệ số ABQ này, bởi vì người ta muốn biết xem là cái hệ thống máy chúng ta bị mất sản lượng do là chúng ta mất độ sẵn sàng, do máy chúng ta bị dừng, hay là máy chúng ta chạy không đạt được cái tốc độ cao, hay là do vấn đề chất lượng gây ra. Như vậy thông qua cái ví dụ vừa rồi thì các bạn có thể hiểu được là cách tính của từng chỉ số OEE cho cái hệ thống máy. Ở đây thì chúng ta tính theo đơn vị là kg, nó sẽ rất là dễ hiểu. Tuy nhiên khi chúng ta áp dụng với cách tính này cho một cái hệ thống máy thì bởi vì mỗi máy thì nó sẽ thực hiện một cái đơn hàng khác nhau, cho nên cái sản lượng đầu ra nó sẽ khác nhau theo kg. Nếu chúng ta muốn áp dụng cái công thức này cho toàn một hệ thống máy thì bắt buộc tất cả máy chúng ta đều phải tính cái sản lượng như thế này, thì nó sẽ mất thời gian. Và để khắc phục cái vấn đề này thì người ta sẽ đưa ra một cái công thức khác. Người ta tính theo cái thời gian máy chạy chia cho cái thời gian kế hoạch sản xuất, chúng ta sẽ có được cái độ sẵn sàng. Hiệu suất sử dụng sẽ bằng tốc độ thiết kế chia cho tốc độ thiết kế. Tốc độ thực tế chia cho tốc độ thiết kế. Và OE sẽ bằng tích của ba hệ số này. Như vậy thì vừa rồi mình đã trình bày về khái niệm của OE thông qua những cái ví dụ. Hy vọng các bạn có thể dễ dàng hiểu được về khái niệm OE này. Và nếu các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào thì các bạn có thể comment ở phía dưới. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy like và subscribe cho trang Kiến Vàng Video. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi.